Học sinh toàn tỉnh đã trở lại trường học sau 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán và tập trung thực hiện chương trình của học kỳ 2. Với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thì đây là thời điểm tập trung ôn tập cho học sinh khối 9 chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và học sinh khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Năm học 2022-2023, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 12.800 học sinh lớp 12. Hiện các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tập trung triển khai kế hoạch ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều nhà trường tổ chức cho học sinh ôn thi theo tổ hợp môn. Thời gian ôn tập tổ chức vào các buổi chiều trong tuần. Riêng môn văn, toán, tiếng Anh được tăng tiết trong chương trình chính khóa. Ngoài việc là đến hết tuần 35 thì các em sẽ hoàn thành chương trình học tập để chúng tôi kết thúc cái giai đoạn ôn tập đầu tiên, và tiếp theo là giai đoạn thứ hai từ sau tuần 35 cho đến hết tháng 6. Nghỉ Tết và trở lại trường thì em đã có một cái tâm thế rất là phấn khởi và tràn đầy năng lượng để bắt đầu một kỳ học mới. Ở bậc trung học cơ sở, toàn tỉnh hiện có hơn 18.700 học sinh lớp 9. Theo định hướng phân luồng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm học 2023-2024 sắp tới, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập khoảng 65%. Các trường trung học cơ sở đang triển khai kế hoạch phụ đạo 3 môn toán, văn, tiếng Anh cho học sinh khối 9 vào các buổi chiều trong tuần. Nhà trường cũng đã có cái sự sắp xếp phân công chuyên môn một cách hợp lý, phân công những thầy cô giáo mà có cái tâm huyết, có cái năng lực chuyên môn trình độ cao, có cái tinh thần ý thức trách nhiệm để ôn tập, trực tiếp ôn tập cho học sinh. Nhà trường tổ chức ôn tập rất là chặt chẽ, và bản thân em thì cũng sẽ có một cái quyết tâm là đạt được mục tiêu của mình. Sở Giáo dục Đào tạo đang xây dựng phương án tuyển sinh vào lớp 10 trong tháng 3 năm 2023. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ phê duyệt kế hoạch này và Sở Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành phương án tuyển sinh xuống các trường. Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 vào đầu tháng 7 năm 2023. Bộ cũng đang lên phương án tăng cường câu hỏi, nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn. Dự kiến nội dung đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 vẫn nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu ở lớp 12.